Xin chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình tin tức của chúng tôi ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, Thủ Thiêm sao không bồi thường mà chỉ bắt quan ói ra? Hứa hẹn cuối tháng 6 sẽ có kết luận thanh tra chính phủ của Phan Nguyễn Như Khuê, quan chức mới được Đảng cho thăng chức từ vị trí phó đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh lên ghế trưởng ban tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh. Rốt cuộc đã đúng. Sau ít nhất 3 lần giới quan chức hứa cuội và ma mị người dân khiếu tố về việc sẽ ban hành kết luận thanh tra chính phủ về vụ việc Thủ Thiêm, nhưng về thực chất hứa hẹn trên mới chỉ đúng một nửa. Một lần nữa, trong quá nhiều lần, người dân lại chìm nghỉm trong tâm thế trong một đất nước mà cái gì cũng tăng khủng khiếp. May quá vẫn còn một thứ giảm thê thảm, đó là lòng tin. Bởi bản kết luận thanh tra vụ Thủ Thiêm của Thanh tra Chính phủ chỉ quy trách nhiệm của các tổ chức cá nhân trong việc quy hoạch khu đô thị mới Thủ Thiêm, làm thất thoát ngân sách nhà nước, phá vỡ quy hoạch chung theo quyết định số 367, thu hồi tiền của các dự án về cho nhà nước, mà không nói gì đến việc bồi thường và trả lại đất cho hàng chục ngàn người dân bị cưỡng chế giải tỏa theo kiểu luật rừng, tan nhà nát cửa và bị biến thành dân oan đất đai bất đắc dĩ. Đặc biệt, trong kết luận thanh tra trên không nói gì đến 115 người đang khiếu kiện tại Hà Nội, nằm ở 5 khu phố ở 3 phường ngoài danh theo quy định 367. Kết luận này cũng không trả lời được những câu hỏi như cơ sở nào kết luận 4,3 hectare của phường Bình An nằm ngoài danh, 160 hectare đất tái định cư biến đi đâu và rơi vào túi những kẻ nào, tấm bản đồ gốc quy hoạch Thủ Thiêm biến đi đằng nào cũng không rõ. Vụ án Thủ Thiêm kéo dài suốt 20 năm trời, nhiều đoàn dân oan rồng rắn kéo ra Hà Nội khiếu nại tố cáo, nhưng đỉnh điểm là cơ chế cưỡng bức giải tỏa phi nhân tính của chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh đã trực tiếp hoặc gián tiếp gây ra cái chết của nhiều người dân. Không ít người dân đã tự treo cổ vì phẫn uất tột cùng, quá quẫn bách và không lối thoát. Nhưng cho tới trước năm 2018, hầu hết những cuộc kiểm tra thanh tra của các cơ quan công quyền tại Thủ Thiêm đều quá chiếu lệ và đậm mùi trung chi. Một trong những cuộc thanh tra đầy mùi như thế được đầu đàn bởi Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Ngô Văn Khánh vào năm 2015. Một cuộc thanh tra mà cho tới nay vẫn chẳng thấy mặt mũi kết luận thanh tra dự án khu đô thị mới Thủ Thiêm ở đâu. Vào thời gian đó, có những dấu hiệu khuất tất khiến nhiều người dân Thủ Thiêm nghi ngờ rằng đã có một sự móc ngoặc giữa đoàn thanh tra chính phủ Ngô Văn Khánh với quan chức nhiều tiền lắm của ở Thành phố Hồ Chí Minh có liên quan tới vụ ăn đất Thủ Thiêm. Rốt cuộc, hàng núi hồ sơ khiếu kiện và tố cáo của dân oan Thủ Thiêm đã bị quẳng vào một xó xỉnh nào đó. Nước mắt dân oan vẫn tiếp tục tuôn ra, máu của dân oan vẫn tiếp tục đổ xuống. Còn Ngô Văn Khánh trở về Hà Nội, từ đó báo chí càng bất ngờ khi phát hiện những tài sản ngồn ngộn mới cứng của nhân vật này. Nhưng đến giờ quan chức này vẫn chính thức hạ cánh an toàn. Chỉ đến năm 2018, vụ Thủ Thiêm bỗng dưng được báo chí của Đảng quan tâm với nguồn cơn hoặc do chiến dịch đốt lò của Tổng tịch Nguyễn Phú Trọng, hoặc do động cơ thanh toán đất vàng Thủ Thiêm của nhóm cá mập mới đối với nhóm cá mập cũ, hoặc bởi cả hai nguyên do này. Nhưng với cơ quan thanh tra chính phủ, tất cả cũng chỉ dừng lại hình thức kết luận kiểm tra, chứ không phải là kết luận thanh tra vào tháng 9 năm 2018. Điểm nổi bật nhất của bản kết luận kiểm tra này là sự chung chung và mơ hồ về tất cả mọi thứ, hành vi vi phạm, trách nhiệm quan chức và hậu quả dân phải lãnh đủ. Thực tế đã chứng minh rằng bản kết luận kiểm tra trên chỉ được làm cho có và rất tương ứng với diễn tiến sau đó. Từ tháng 9 năm 2018 đến tháng 4 năm 2019, vẫn không có bất kỳ động tác đủ thành tâm và có tính thực chất nào từ phía các cơ quan có trách nhiệm để khiến người dân Thủ Thiêm đủ tin về một chính quyền không đến nỗi quá vô trách nhiệm trong việc giải quyết khiếu nại tố cáo. Sao không chịu phê duyệt lại ranh giới 4,3 hecta đất Thủ Thiêm? Không thể chịu đựng hơn được nữa, hàng trăm người dân Thủ Thiêm lại tiếp tục rồng rắn kéo nhau ra Hà Nội tới các cơ quan trung ương liên tục trong nhiều ngày để phản ánh về việc này. yêu cầu chính phủ cần thanh tra toàn diện khu đô thị và đưa ra kết luận cuối cùng, xử lý sai phạm của các cá nhân liên quan, đồng thời bồi thường thỏa đáng cho người dân. Sau cuộc đấu tranh gian khổ của hàng ngàn dân oan Thủ Thiêm và giới đấu tranh dân chủ nhân quyền được hỗ trợ rất lớn bởi mạng xã hội, rốt cuộc vào tháng 4 năm 2019, Thủ tướng CLMV Nguyễn Xuân Phúc đã không còn có thể câu giờ vụ Thủ Thiêm khiếu nại được nữa. Khiếu kiện 4,3 hecta đất của dân nằm ngoài khu quy hoạch nhưng vẫn bị chính quyền thành phố Hồ Chí Minh cưỡng chế giải tỏa. Trong một động thái cập dập để một lần nữa trấn an phản ứng của dân oan và dư luận xã hội, Nguyễn Xuân Phúc đã đá quả bóng trách nhiệm lại cho chính quyền thành phố Hồ Chí Minh khi đồng ý cho Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Bộ Xây dựng phê duyệt lại ranh giới 4,3 ha mà thanh tra chính phủ kết luận nằm ngoài ranh giới Thủ Thiêm theo một văn bản thông báo của Văn phòng Chính phủ. Nhưng người dân lại quá nghi ngờ rằng liệu chính quyền thành phố Hồ Chí Minh được đại diện bởi những quan chức bị xem là xôi thịt như Bí thư Nguyễn Thiện Nhân, Chủ tịch Nguyễn Thành Phong có chịu phê duyệt lại ranh giới khu 4,3 ha Thủ Thiêm hay vẫn cố tình treo vụ này để vừa không bồi thường thỏa đáng cho dân oan, vừa tìm cách bao che cho những kẻ ăn đất như Lê Thanh Hải, Nguyễn Văn Đua, Lê Hoàng Quân và Tất Thành Cang. Rốt cuộc từ tháng 4 năm 2019 đến nay, mọi chuyện vẫn hũ nút. Chính quyền thành phố Hồ Chí Minh vẫn câm lặng, không có bất kỳ động tác nào phê duyệt lại ranh giới khu 4,3 ha đất Thủ Thiêm. Hãy nhớ lại từ tháng 5 năm 2018 khi tấm bản đồ gốc quy hoạch Thủ Thiêm vô tình bị báo chí nhà nước phát hiện đã bị biến mất. Cho đến nay, cái điều nghịch lý kinh khủng ấy vẫn còn là một bí mật khổng lồ mà không có bất kỳ cơ quan hay cá nhân quan chức nào phải chịu trách nhiệm. Sự thật đen tối. Ngay sau khi bản kết luận thanh tra vụ Thủ Thiêm của Thanh tra Chính phủ được công bố vào tháng 6 năm 2019, rất nhiều người dân Thủ Thiêm lẫn dư luận xã hội đã dậy lên phản ứng đối với cơ quan này nói riêng và với đảng cầm quyền nói chung. Vì sao kết luận thanh tra vụ Thủ Thiêm của Thanh tra Chính phủ chỉ quy trách nhiệm của các tổ chức cá nhân trong việc quy hoạch khu đô thị mới Thủ Thiêm, làm thất thoát ngân sách nhà nước, phá vỡ quy hoạch chung theo quyết định 367, thu hồi tiền của các dự án về cho nhà nước, mà không nói gì đến thân phận của hàng ngàn dân oan đất đai và việc bồi thường cho họ. Sự phiến diện đến mức bất công trên đã làm lộ ra một sự thật đen tối bằng bản kết luận thanh tra trên. Thanh tra Chính phủ cùng đằng sau cơ quan này là đảng cầm quyền đã chỉ nhằm mục đích bắt các quan tham ăn đất như 236 tức Hai Nhật, Lê Thanh Hải, Hai Quân tức Lê Hoàng Quân, Ba Đua tức Nguyễn Văn Đua, Sáu Cang tức Tất Thành Cang phải ói ra chứ không hề quan tâm đến số phận màn trời chiếu đất của nhân dân Thủ Thiêm. Ói ra hay quyết tâm thu hồi tài sản tham nhũng đã trở thành chủ trương của đảng, khởi nguồn từ năm 2017 bởi người đốt lò vĩ đại Nguyễn Phú Trọng. Một động thái nhái lại những gì mà Tập Cận Bình và Vương Kỳ Sơn đã làm ở Trung Cộng. Tỷ lệ thu hồi tài sản tham nhũng chỉ chưa đầy 10% trong thời gian trước đó là quá thấp và khiến cho Trọng không thể hài lòng khi mà mục tiêu là phải bắt quan tham ói ra ít nhất 50% số tài sản đã nuốt thì mới thu hồi được một phần tiền để hô hấp cho cái đảng mục ruỗng của mình. Một chục ngàn tỷ đồng hoặc thậm chí nhiều gấp vài ba lần như thế là lũ 236 phải ói lại vào ngân sách đảng để thoát khỏi xà lim sẽ giúp đảng có đủ tiền để nuôi đội ngũ gần 3 triệu công chức viên chức với 30% trong số đó bị xem là vô tích sự trong 3 ngày. Hẳn đó là nguồn cơn khiến phát sinh một hiện tượng hết sức lạ lùng. Cho tới nay, dư luận và người dân vẫn tuyệt đối không nghe Nguyễn Phú Trọng đả động đến vụ Thủ Thiêm và thân phận dân oan Thủ Thiêm dù chỉ một từ. Dù trong cuộc tiếp xúc cử tri của ông ta tại Hà Nội luôn có những chất vấn của giới tướng lĩnh về hưu và cựu thần trung thành về thảm nạn ăn đất kinh thiên động địa này. Xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Xin hãy bấm vào nút đăng ký, bấm vào quả chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất về các chương trình của chúng tôi sắp phát hành. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi.